Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. I love you. Thế thôi á. Chúc bạn rất là vui vẻ. Những điều tốt lành cho đến với bạn. Đến sinh nhật em rồi. Chị đã tỏ vẻ kiểu bất ngờ mà chị đã biết nó từ trước. Chúc mừng em đã hỏi chị sẽ ôm em một ngày. Chúc mừng sinh nhật em. Sơn phẩm mình tuổi đen như mực thế này. Đây rồi. Chúc mừng sinh nhật Linh nha. Chị sẽ tặng em một món quà là em sẽ có được chị. Hai cái tô này làm gì á? Nhìn Hiểu nó kiểu ngơ ngác á. Chị thật vào đây cho Hiểu vào đây. Cho Hiểu vào chúc mừng sinh nhật Linh. Em hiểu chúc mừng sinh nhật đi. Chúc mừng sinh nhật to đi. Sinh nhật. Em hiểu như này. Hiểu ơi. Hiểu ngơ ngác. Thôi chúc Linh sang tuần mới xinh đẹp hơn ạ. Mà thôi xinh đẹp rồi, thôi mất xinh đẹp lại một tí. Ừ. Không phải xinh hơn chứ. Mặt hết thâm đi, mặc dù mà rất xinh nhưng mà rất nhiều mụn thâm. Chị đây bảo là em bị thâm mụn chứ không, mọi người lại nghĩ là em bị thâm. Em bị thâm. Sao chị béo nhìn má chị như con lợn này. Chúng mình béo giống nhau nha. Mong là năm sau thì bọn mình vẫn sẽ ở bên nhau được chúc mừng sinh nhật. Yes, chắc chị phải ở bên nhau. Nhưng mà, ok, để em bị hiểu phát. Đúng nhá, bé con nhá. Trời ơi, chưa con quá. Chuyên thôi nhiều ấy. Ôi trời ơi, chị chút nghe cẩn thận chứ. Ê, chị hiểu thơ một cái đi. Chị ơi, nhưng mà khán giả bảo là bọn mình giống nhau á. Bọn mình như hai chị em sinh đôi. Không phải thực đâu. Ra bọn mình là người yêu của nhau. Thật ra bọn mình là người yêu của nhau đấy mọi người ạ. À. Có thể mọi người không biết nhưng mà hai đứa mình đang yêu nhau đấy. Con ơi, lên sóng nha. Một quan hệ hơi ấy một tí. Nhiều quay đây. Chị Huyền không chung một sinh nhật em à? Okay, thank you chị Huyền nhé. Chúng mình mới ở bên nhau thôi mà. Em đã có món quà tặng chị, cảm ơn. Chỉ là một món quà nhỏ thôi nhưng mà quan trọng là tấm lòng. Nhưng mà trong này là cái gì ấy? Cái này à? Son. Thích lắm á, thank you nhá, cảm ơn nhá. Cảm ơn Thảo rất nhiều. Đây là mẹ của Hiếu. Cảm ơn nha. Alo alo. Anh Toàn, anh Bin ơi. Các anh có biết hôm nay ngày gì không? Không ạ. Không biết nghề gì á? Ôi nhưng mà em kể cho anh nghe một câu chuyện nhá, là ngày sinh nhật 21 năm trước cũng có sinh nhật ra đời một thiên thần rơi trời. Không, đấy là một câu chuyện khác. Nhưng mà một câu chuyện là ngày sinh nhật năm nào của em trời cũng mưa. Chắc là ngay hôm nay ngày sinh nhật rồi đúng không? Ôi chết rồi, công khai à? Một năm sinh nhật hơi nhiều. Thế á? Anh Đông ơi, nay sinh nhật Linh như tao ấy. Điên gà thôi. Đây này, phố ớt gà trà sữa đi. Hình như anh Đông hứa là cho em cái lọ 13 hay sao á. Đi, bọn em phải đi Sầm Sơn thôi. Thế không ai nói gì, không ai có lời gì muốn nói với em à? Đây, thế á? Đặt fan nào lúc nào cũng lạnh lùng rồi, hôm nay thử xem có nói được câu nào không nào. Ra đây. Em có biết một điều anh kể cho em nghe là anh đã phải tắt tất cả ngày sinh nhật của anh. Em cũng thế đấy, hôm nay cũng phải tắt tường đi đấy. Chúc anh là thế à? Nhưng mà sinh nhật anh em cũng chúc hay sao á? Chúc gì đâu? Có, em đi dự sinh nhật anh không em cũng chúc hay sao á? Chúc gì đâu? Cái gì mà nhỉ? Sinh nhật này muốn nghe qua nhanh đi. Nặng nề lắm, nặng nề lắm. Cái gì lại buồn vậy nhỉ? Người ta bảo là gì? Sinh ra trên đời này là bề khổ, đời là bề khổ rồi. Thế à? Sinh ra phát là khổ, sinh ra phát là khóc rồi. Em ơi, tự dưng cái clip này nó hơi bị buồn đấy. Sinh ra phát là khóc, sinh ra là khổ rồi. Cho nên là cái ngày sinh nhật là cái ngày buồn nhất cuộc đời mình, chứ không phải là cái gì khác đâu. Ơi, đây ra. Thì anh cũng chẳng có gì, thì anh có cái điện thoại mới mua thì, nhưng mà không có hết dung lượng thì cứ lấy máy của tôi. Ok, cảm ơn tấm lòng của anh Toàn. Cái này cũng hơn nhiều món quà khác rồi đấy. Cũng hỗ trợ cái dung lượng này. Ok, thế mà quay cho con em vài clip. Đây là người đứng sau những cái clip TikTok hàng triệu view của mình. Thực ra nó cũng không đến hàng triệu view đâu, nhưng mà mấy cái triệu view thì đấy, thì cũng tất cả những clip TikTok của mình đều là đây là một tay anh Toàn gây dựng nên đấy. Rất là cảm ơn những ngày sinh nhật này, cũng cảm ơn anh Toàn rất nhiều đấy, còn leader rồi.
đi đâu của em không phải muốn nói. Ví của anh đâu nhỉ? Em cầm rồi em cất rồi. Ui ui. Đâu? Em cất rồi. Anh chân xem miếng nịt đúng không? Đây thì có món quà mà mới tìm thấy. Đó là đây? Em với ông Hảo để em mà giấu xong rồi ăn một mình. Để em để cái chặng đường đi tiếp của em thì nó thật là mặn mòi. Nhưng mà phải có các anh thì nó mới phải mặn, nó mới mặn mòi được chứ. Đúng không? Anh thì em cứ chán thì em mà chấm. Chúng ta lên đi nghỉ dưỡng một buổi đi. À, đúng rồi. Anh có cao. Xe để chuẩn bị đường mình đi chơi đây. Ừ, chào tới sao rồi các bạn? Đây này, anh Đông đây này. Anh Đông hôm nay cũng hứa có quà cho em rồi nhưng chưa được quà đâu. Ô Bách ơi. Tại mưa. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Vừa ngủ dậy cách đây ít phút thì anh lướt Facebook thì hiện thông báo là sinh nhật em đấy. Thì hôm qua anh có nghe làm tháng là sinh nhật mày đấy, chúc mày mày mới. À chúc em tuổi mới thành công xinh đẹp tràn đầy năng lượng. Ok nhá. Và tất cả những cái đoạn clip vừa rồi mà mình chia sẻ với tất cả mọi người ấy, đều là những cái trải nghiệm thật sự của mình trong một cái ngày sinh nhật thật là đầy ý nghĩa. Mình muốn chia sẻ và gửi gắm tới tất cả mọi người, mình muốn lan tỏa tới tất cả mọi người cái ngày sinh nhật này của mình. Và tiện đây mình cũng xin được gửi lời cảm ơn tới những cái lời chúc này, những cái món quà của tất cả các bạn, tất cả mọi người đã gửi đến mình. Mình cảm ơn rất là nhiều. Mọi người ơi, vậy là cuối cùng thì cũng đã hết kết thúc cái ngày sinh nhật của mình rồi. Và bây giờ thì mình mới có một chút thời gian dành thật sự để ngồi lại và tâm sự một chút với mọi người. Đó, thì cũng đã trôi qua được một cái ngày 24 tháng 6 thật sự rất là ý nghĩa đối với mình. Và như các bạn thấy thì đây là một ngày sinh nhật đặc biệt nhất đối với mình từ trước đến giờ. Giống như là mẹ mình có nhắn nhủ trên Facebook là đây là một cái sinh nhật đầu tiên mà mình không ở nhà từ trước đến giờ, từ khi sinh ra đến giờ là 22 năm cuộc đời. Cái này chắc là cũng là một cái sự trải nghiệm mới mẻ hơn đối với mình cũng như là đối với gia đình mình. Cũng buồn lắm chứ, tuy là mình cũng buồn mà mình biết là ở nhà bố mẹ mình cũng rất là buồn, nhưng mà biết sao được, tại vì là đây cũng là công việc, mình đang đi công tác. Thực ra thì mình cũng muốn xin về và các anh cũng rất là muốn tạo điều kiện cho mình về để có thể dự cái ngày sinh nhật cùng với gia đình. Nhưng mà bây giờ mình đang đi công tác như này, nếu mà mình biết là các bạn khác cũng rất là muốn về mà mình tự dưng mình về như vậy thì rất là khó cho các bạn khác nữa. Vậy nên là mình đã quyết định là mình sẽ có một cái sinh nhật thật là ý nghĩa với tất cả mọi người, những đồng nghiệp của mình, những người bạn của mình ở trong FPM, ở trong chi nhánh Thanh Hóa này, đó, trải qua một cái sinh nhật thật là ý nghĩa với nhau. Đó, thì cũng chỉ có đôi lời muốn chia sẻ với các bạn như vậy thôi. Hy vọng là các bạn cũng có được những cái giây phút khá là vui vẻ, ngộ nghĩnh qua những cái đoạn vlog của mình vừa rồi. Thôi thì bây giờ thì mình xin phép được kết thúc cái clip này tại đây thôi. Mình hy vọng là các bạn sẽ luôn luôn tiếp tục ủng hộ mình ở tất cả các vlog tiếp theo này, những cái vai diễn, cũng như là đồng hành với mình ở trong FM và những cái sản phẩm khác của mình ở tương lai nhá. Bây giờ thì xin tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả các bạn. Happy birthday to me! Chào các bạn! Đây là số đặc biệt của Bakerlink. Vlog của Bakerlink nhưng mà không có mặt của Bakerlink. Có mặt của hai đứa chúng tớ. Hai người gần như là thân nhất với Bakerlink rồi. Thôi nói luôn là thân nhất đi, cho nó sòng phẳng. Thì nếu như các bạn không biết thì bây giờ là... Bây giờ đang là 8 giờ mọi người ạ. 8:10 ngày 24. Ngày 24 là 2 tháng 6 là ngày sinh nhật của Bakerlink.
Thì nay thì cũng có chúc rồi, nhưng mà chưa có bánh, chưa có bánh sinh nhật. Sợ con em tủi thân thế là đây. Đây. Thì đấy. Mình có cái bánh sinh nhật để tặng cho Bê-ca Linh. Thì Bê-ca Linh không biết đâu nhá. Hôm nay mình sẽ làm quả cho quả bất ngờ. Chắc xúc động lắm. Nhưng mà mọi người không biết thì cái quãng đường mà để bọn mình đi lấy cái bánh sinh nhật này đây. Quay ra phía không trung kia đi. Tối om nhưng mà cái quãng đường này bạn lại phải đi xem vlog của Lan Anh. Đúng rồi, phải xem vlog của mình thì mọi người mới biết được. Đấy thế, cày thế nhỉ. Đấy, anh thấy trong trong mấy video chúc mừng sinh nhật trên mạng ấy là mình tặng quà này sẽ khóc. Không biết Bê-ca Linh có khóc không? Em nghĩ sẽ khóc đấy. Không, chị nghĩ là sẽ không khóc đâu. Sẽ kiểu cảm động vui vui thôi. Yeah. Kiểu ôi mọi người bị điên à? Chị kiểu cho. Ui, em không quế cơ đấy. Ồm mò. Kiểu đấy. Thì em chết. Chúc mừng sinh nhật Bê-ca Linh nào. Dạ. Nhìn vào máy quay chúc mừng sinh nhật Bê-ca Linh nào. Linh nào? Khánh Linh tìm số côn chứ. À. Đây bánh sinh nhật tí em được ăn không? Tí mày xuống nhà mày được ăn. Wow. Thứ chúc mừng sinh nhật chị Linh nhá. Chúc mừng sinh nhật thành viên trong team nào. Cái đấy gặp Bê-ca Linh nhưng có thấy Bê-ca Linh đâu đâu mà chúc mừng. Thì anh cứ chúc mừng đi đây. Vlog Bê-ca Linh đây. Vlog Bê-ca Linh à? Ừ. Chúc mừng Bê-ca Linh. Chúc mừng sinh nhật Bê-ca Linh nhá. Chúc Bê-ca Linh càng ngày càng xinh đẹp. Và diễn xuất càng ngày càng tốt hơn. Chúc mừng sinh nhật Bê-ca Linh nào. Nhé. Yeah. Chúc mừng sinh nhật Bê-ca Linh. Linh nè. Ôi. Gì vậy? Bê-ca Linh ấy. Đang làm gì đấy? Quay vlog. Ok. Nha. Chúc mừng sinh nhật Bê-ca Linh. Nói gì? Anh chúc anh là giám đốc thì anh phải chúc cái gì đó nó thật là nhiều ý nghĩa. À đưa anh một bộ vest. Yeah. Giống giống cái áo chưa? Rồi, ôi trời, giống sức tùng, giống sức tùng đấy. Thấy chưa? À. Nói đây nó có nghe không? Không, đang đắp, đang đắp. Ừ. Nói cái gì? Nói chung sinh nhật thật là ý nghĩa thôi. À, anh chúc em sinh nhật thật là ý nghĩa. Hết chưa? Ai ơi. Rồi, chúc sinh nhật thật ý nghĩa. Thì thằng kia nó bảo thế. Thế thì nói như nào? Đây là leader cũng như là người quản lý. Giám đốc quản lý chính của kênh FM School. Gửi tới nhân viên của mình những lời chúc tốt đẹp nhất và thật là ý nghĩa. Đấy. Nào, bắt đầu. Anh chúc em sinh nhật tốt đẹp nhất và thật ý nghĩa. Em đánh anh luôn đấy. Em đánh anh luôn. Cắt vào con. Ai hốt gì mà. Nào dạy chúc mừng sinh nhật thành viên Bê-ca Linh của nhóm Team School nào. Chúc à? Bê-ca Linh à? Không. Tông sẽ tông. Thì mùa yêu dô đến rồi. Và đang diễn ra rất là tốt đẹp. Thì trong cái mùa yêu dô này thì ngoài sự kiện là yêu dô. Ngày bắn tắt vào và đúng tập trung vào chủ đề. Còn một cái sự kiện khác rất là to lớn, trọng đại. Thế là sinh nhật của Bê-ca Linh. Anh nhìn vào đây, nhìn em làm gì. À, đây. Bê-ca Linh thì anh thay mặt toàn bộ các cầu thủ đang thi đấu tại Euro. Anh chúc mừng sinh nhật Bê-ca Linh. Chúc em sớm trở thành một cầu thủ giỏi. Trở thành một diễn viên xuất sắc. Một idol. Anh nhìn idol của giới trẻ. Đấy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nào.
sao tác luôn. Thấy chưa, em đã bảo Linh sẽ không mà. Chưa nhiều. Em bảo Linh sẽ không mà. Em đã bảo Linh sẽ không mà. Bước đi nào. Bước đi nào. Tôi đợi bạn 2 tiếng. Em mọi người đợi em rất lâu. Mọi người đợi em khoảng 45 phút rồi ra đấy. Tôi cứ đợi bạn. Không cần son bạn ơi. Không cần. Bước nào. Nhanh đi. Bạn biết là ở đây, đợi bạn cái mất số 2. Thổi nhá. Thế nhà không biết thì mày không biết tuổi thật của em đây. Hay tính trời ơi. Đây. Đây là người ta phải là tính cả tuổi mụ nữa. Tính cả tuổi mụ nữa. Thế đây tất cả mọi người ở đây là để chúc mừng sinh nhật của em ấy. Bởi vì nếu như mà em khi nào mình ra về thì... Tiếc là không có hoa. Dạ. Trời mưa. Mọi người đã cố gắng rất nhiều. Bông hoa đẹp nhất. Ô, anh không có gì, anh chỉ có tiền mặt thôi. Hoa đồng tiền, hoa đồng tiền. Hoa đồng tiền. Em xin sinh nhật. Ơi thì ơi nói mà chắc một đúng quả đúng ơi chỉ một tí đúng bởi vì bây giờ đang tình ấy không muốn là sao ai đúng mấy cách trình mềm của mình em này em Hiếu ơi cái lốc này của ai đấy lốc của em bố em ấy ai đấy không được nói không được nói cái này rất bí mật ai đẹp nhất ai chắc đẹp nhất là người đấy ai đây em còn cái này nữa anh ơi của em á. Dạ. Em á? Em tháng 7 cơ. Cái này em nên cảm ơn A Điệp. Em tháng 7, mùng 9 tháng 7. Đấy, trông thẳng ạ. Rồi, trực tiếp đây, cảm ơn anh Điệp đặt máy sinh nhật đây. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã... Anh biết cái gì? Rồi, cảm ơn bạn thôi, mình đi tắm. Anh ơi, chút à? Quá trình phát triển từ trước nhà xuống nhà gian nan quá. Đây chung rồi.